Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Rồi, phần thứ hai nào. Đó là phần về phương pháp làm bài. Rồi, ok. Phần phương pháp làm bài này ý, thì chị cũng nói luôn là dạng đề nào chị cũng sẽ hướng dẫn các bạn có 4 bước cơ bản để làm một cái đề bài nghị luận văn học thôi. Nhá, là chúng ta đi từ phân tích đề này, chúng ta lập ý, chúng ta viết hoàn chỉnh và đọc lại bài. Đấy, dạng đề nào thì cũng có 4 bước đó. Nhưng mà nó sẽ khác nhau ở từng bước, đúng không? Nào, bước 1 ạ. Đó là chúng ta phân tích đề. Rồi, ok chưa? Thì đối với dạng đề so sánh nhá, đối với dạng đề so sánh ý, thì nhất thiết là các bạn phải xác định được thứ nhất là cái nội dung cần so sánh là gì. Đồng ý chưa? Và cái thứ hai là cái phạm vi so sánh. Đó là so sánh trong các tác phẩm nào đấy. Đồng ý chưa? Đây, và thứ ba là có thêm cái yêu cầu phụ khi so sánh hay không? Cái yêu cầu phụ này là gì? Đây nhá, chị lấy ví dụ là trong cái đề bài là cảm nhận của em về hình tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính. Từ đó chỉ ra điểm đặc sắc trong ngòi bút sáng tác của hai tác giả. Đây, đồng ý chưa ạ? Thì việc mà chỉ ra cái điểm đặc sắc trong phong cách sáng tác, trong cách sáng tác của hai tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật chính là yêu cầu phụ. Có thể sẽ có những đề xuất hiện cái yêu cầu phụ đấy nhá. Đấy, thì các bạn vẫn phải xác định cả cái này nữa. Bởi vì một khi nó đã đưa vào đề bài thì chắc chắn nó sẽ có những cái số điểm tương ứng với nó nhá. Các bạn hình dung ra không nào? Thế nên là khi mà chúng ta làm chưa hết được những cái yêu cầu của đề bài thì chắc chắn chúng mình không thể được điểm trọn vẹn rồi. Chắc chắn là phần nào chúng ta không làm thì cái phần đấy là bị mất điểm rồi nhá. Nên từ bước phân tích đề là phải thực sự tỉnh táo. Bước này là cái bước rất cần cái sự bình tĩnh và tỉnh táo để chúng mình xác định đúng và đủ những việc cần phải làm trong cái đề bài này. Ok chưa? Đấy, đấy là bước 1 nhá. Bước này thì nhanh thôi nhưng mà không được làm ẩu đâu. Đó, rồi bây giờ chúng mình bước sang bước thứ hai. Đó là bước lập ý. Trong phần lập ý thì tất nhiên là chúng ta sẽ không cần là phải viết viết một cái mở bài ra nháp, kết bài ra nháp xong rồi chép lại vào trong giấy thi. Mà ở đây phần lập ý là chúng ta chỉ cần xây dựng những cái ý chính ở trong phần thân bài thôi. Để mà chúng ta biết được là à bây giờ chúng ta còn 90 phút nữa để làm cái câu nghị luận văn học này, đúng không? Thì trong 90 phút này trừ đi mở bài thân bài mở bài kết bài thì mất khoảng độ 10 phút đi, thì mình có khoảng 80 phút để làm. Và mình cần phải hình dung được trong 80 phút ấy là mình cần phải viết mấy luận điểm, 3 hay 4 luận điểm, 4 hay 5 luận điểm, 5 hay 6 luận điểm. Để rồi ta còn phải ước lượng nhá. Để mà chúng ta có một cái tâm thế ngay từ đầu rằng là mình sẽ viết một cái tốc độ thong dong, chậm rãi, hay là một cái tốc độ lúc nào cũng phải tăng tốc, cũng lúc nào cũng phải nhanh. Bởi vì là nếu như mà cùng là 80 phút nhá, nhưng mà cái dạng đề A này chúng ta chỉ cần làm 3 cái luận điểm ở trong phần thân bài thôi, thì nó sẽ khác với cả dạng đề B chúng ta cần làm đến tận 5 luận điểm ở trong phần thân bài, đúng không ạ? Nếu như trong 80 phút ấy 3 luận điểm, mà các luận điểm ấy thì số lượng ý cũng không nhiều, thì ta có thể viết thong dong, viết với một cái tốc độ bình thường thôi, đúng không? Vừa viết vừa cẩn thận xem là mình có bị sai ở đâu không. Đó, thế nhưng mà nếu như mà cùng là 80 phút ấy mà chúng ta viết, cần phải viết hoàn thành tận 5 luận điểm, thì khi đó từ cái luận điểm đầu tiên, từ cái dòng văn đầu tiên là chúng ta đã cần phải ý thức được cái sự gấp gáp, đúng không ạ? Nhá, cái sự nhanh chóng. Nhưng không phải là vì thế mà chúng ta kiểu như là viết ẩu hay là viết bị hấp tấp, mà ý của chị là khi mà các bạn định hình được ngay từ đầu ấy, các bạn sẽ tránh được cái việc là phía sau, những cái khoảng thời gian về sau, cái thời gian của nửa cái buổi thi đấy về sau ấy, là chúng ta trong một cái tâm trạng kiểu vừa bực bội vì là sao mình làm quá chậm, xong rồi lại vừa hoang mang bảo là không biết có kịp hay không. Thế thì làm gì còn cái tâm trí để mà tập trung vào bài làm nữa,
đúng không nhá? Đấy rồi, thế thì cái phần lập ý này chúng ta sẽ cần bao nhiêu luận điểm ở trong dạng đề so sánh, đúng không ạ? Nhá, thì trước tiên này, trước tiên chúng ta cần cho chị một cái luận điểm khái quát nhá. Khái quát ở đây là chúng ta khái quát về cái gì? Thứ nhất là khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm. Đồng ý chưa? Khái quát những cái thông tin mỗi tác giả, à mỗi cái cặp tác giả tác phẩm này này. Nếu như đề bài là đưa ra hai tác phẩm nhá, thì chúng ta khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm. Còn nếu đề bài đưa ra là một tác phẩm thôi, so sánh phần đầu và phần cuối trong một tác phẩm đó chẳng hạn. Ví dụ như so sánh hình tượng trăng ở phần đầu bài ánh trăng và phần cuối bài ánh trăng ấy. Đấy, thế thì chúng ta sẽ chỉ khái quát về cái tác phẩm ấy thôi. Nhá, nghĩa là đề bài đưa ra cái tác phẩm nào thì chúng ta khái quát về tác phẩm ấy. Nhưng cái sự khái quát này là hết sức ngắn gọn và theo đúng ý nghĩa của từ khái quát thôi nhá. Đó, không xa đà. Khái quát thì chúng ta chỉ cần nhắc đến là ví dụ Chính Hữu là một cây bút tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến, trong trong văn học thời kỳ kháng chiến của chúng ta, đúng không ạ? Nhá, là một cây bút trong văn học thời kỳ kháng chiến với những bài thơ mang màu sắc như thế nào. Đấy, đồng ý không? Và Đồng Chí là một tác phẩm được ra đời trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đấy, rồi bài thơ về Tiểu đội xe không kính cũng như thế. Nghĩa là phần khái quát này ta sẽ tập trung khái quát những cái thông tin tiêu biểu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, hoặc là nội dung chính của tác phẩm. Ok chưa? Và cái thứ hai là ta sẽ khái quát về cái nội dung cần so sánh này này. Nhá. Đấy. Thế thì có thể nghe đến đây thì các bạn xuất hiện một cái băn khoăn, đấy là viết như thế này thì nó có khác gì với cả phần mở bài không? Đúng không ạ? Thì khác nhá, bởi vì đa số phần mở bài của chúng ta là sẽ có những cái cách dẫn dắt khác, chứ không phải là chúng ta đi vào khái quát hai tác giả, hai tác phẩm luôn. Đúng không ạ? Ví dụ đề bài về hình tượng người lính trong hai bài thơ đấy, thì chúng ta sẽ dẫn dắt về chủ đề người lính hoặc chủ đề chiến tranh, hoặc chúng ta dẫn dắt thậm chí là về vẻ đẹp của thơ ca. Đúng không ạ? Nhá, đấy, nghĩa là những cái cách dẫn dắt ở trong phần mở bài không phải lúc nào cũng đi từ tác giả tác phẩm và nội dung cần so sánh. Có rất nhiều những cái cách dẫn dắt khác nữa. Đấy, thế nên là chúng ta nhất thiết cần có một cái đoạn văn khái quát để mà có được cái bước đầu, cái cơ sở bước đầu để chúng ta bắt đầu đi vào so sánh. Ok chưa? Nhá, đấy, rồi, tiếp tục này, tiếp tục ạ. Sau khi khái quát xong thì chúng ta sẽ bước vào cái phần phân tích. Để so sánh, hay nói ngắn gọn thì là luận điểm so sánh đấy. Nhá, thì trong luận điểm này chúng ta sẽ có hai cách có thể áp dụng. Đồng ý chưa? Hai cách. Hai cách thì nghĩa là chỉ chọn một trong hai cách, chứ không phải là cùng một bài làm nhưng mà làm theo cả hai cách đâu nhá. Mà ở đây là chúng ta sẽ làm một trong hai cách. Cách một là phân tích theo kiểu song song. Và cách 2 là phân tích theo kiểu nối tiếp. Ok không ạ? Nhá, thì hai cái cách này cụ thể như thế nào thì bước sang cái phần phương pháp làm thân bài, chị sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Còn ở đây thì chị hình dung cho các bạn là trong cái phần lập ý này ta cần phải thấy được cái hệ thống luận điểm như thế nào. Nhá, thì tất nhiên là trong cái phần lập ý đến phần phân tích này chúng ta cũng sẽ cần phải lập kỹ hơn là nếu chúng ta chọn cách song song thì chúng ta có những tiêu chí nào, nếu chúng ta chọn cách nối tiếp thì ta sẽ phân tích từng cái nội dung gì ở trong từng tác phẩm. Ok không ạ? Nhưng mà phần này để mà nói kỹ được, bởi vì là không thể nói qua loa được, không thể nói qua được, bởi vì cứ nhắc đến thôi chắc chắn là các bạn sẽ tò mò, chắc chắn là các bạn sẽ muốn là được hiểu cặn kẽ luôn, nên chị sẽ nói cặn kẽ ở trong cái phần phương pháp viết thân bài nhá. Đấy. Rồi, thế thì sau khi mà so sánh xong, nghĩa là chúng ta chỉ ra được cái điểm tương đồng và điểm khác biệt xong ấy, thì chúng mình cần phải lý giải. Ok chưa? Lý giải nguyên nhân tại sao lại giống. Của cái sự tương đồng và sự khác biệt ấy,
Đồng ý không nào? Thì những cái nguyên nhân này ấy, nó có rất là nhiều nguyên nhân. Và những nguyên nhân mà chúng ta có thể dựa vào để chỉ ra được, đó chính là nguyên nhân đến từ tác giả, đến từ cái phong cách của tác giả ấy, đến từ cái trải nghiệm của tác giả ấy nhá. Thứ hai là đến từ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Hoàn cảnh, thời đại mà tác phẩm ấy ra đời, nó cũng chi phối không ít. Đúng không ạ? Đấy, hoặc là trong cái phần tác giả này ta có thể là dựa vào cả mục đích sáng tác của tác giả nữa. Mục đích tư tưởng sáng tác đấy. Đấy, nhá. Rồi, và sau khi mà lý giải xong thì chúng ta cần có một cái luận điểm, là luận điểm đánh giá. Khi đã thấy được tất thảy những cái điểm tương đồng và khác biệt, hiểu được nguyên nhân tại sao có được những sự tương đồng và khác biệt ấy giữa những cái đối tượng được so sánh ở đây, thì nhận thức của chúng ta là gì? Đúng không ạ? Cái điều đặc biệt ở đây, so sánh ở trong dạng đề nghị luận văn học không phải là để chỉ ra cái nào chúng ta thích hơn, cái nào chúng ta ghét hơn, đúng không ạ? Mà so sánh thì sẽ thấy được đủ đầy những cái giá trị của tác phẩm khi được đặt trong mối quan hệ so sánh với những cái tác phẩm khác. Ví dụ như là nếu như chúng ta chỉ biết đến Đồng Chí thì chúng ta cũng chỉ biết cái ý nghĩa của tác phẩm ấy dừng lại ở đó thôi, rằng là tác phẩm thể hiện tình đồng chí đồng đội của những người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta so sánh Đồng Chí với bài thơ về Tiểu Đội Xe Không Kính, so sánh về hình ảnh người lính giữa hai bài thơ ấy, thì ta còn biết được rằng là không phải thời kỳ nào thì người lính cũng có những cái yếu tố về nguồn gốc xuất thân, cũng có những cái đời sống tinh thần tình cảm, cũng có những cái hoàn cảnh giống như nhau, đúng không? Nếu như trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp thì với bài thơ Đồng Chí chính là hình ảnh của những người nông dân mặc áo lính. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với cả bài thơ về Tiểu Đội Xe Không Kính thì ta thấy là những người nông dân mặc áo lính này họ có những cái sự thâm trầm ở trong cảm xúc, dường như là nhiều những cái sự kín đáo hơn, đúng không ạ? Nhá, họ thể hiện những cái cảm xúc nó rất là thầm kín, chỉ khi nào mà là tri kỷ của nhau, thực sự tin tưởng nhau thì họ mới có thể bộc bạch những cái nỗi niềm, cảm xúc của mình. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất họ là những người nông dân, chỉ quen với cả ruộng vườn thôi, những người nông dân mà liền hiền lành đôn hậu, không dạt dào cảm xúc và cũng không có nhiều những cái sự bay bổng trẻ trung giống như những người trí thức còn ngồi trên ghế nhà trường đâu, đúng không? Đấy, thế nhưng mà khác với đó thì người lính trong bài thơ về Tiểu Đội Xe Không Kính thì lại là những chàng trai cô gái tuổi mới 19 đôi mươi, gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận, cái tinh thần nó khác ngay, đúng không? Đấy, thế thì khi mà thấy được những cái điều đó thì nhận thức của chúng ta rút ra được điều gì? Chúng ta thấy được cái vẻ đẹp ở trong từng bài thơ, chúng ta thấy được vẻ đẹp ở trong từng tác phẩm. Đấy, để rồi từ đó là trân trọng hơn này. Và để rồi từ đó cũng thấy được một cái đặc điểm ở trong văn học, chính là sự sáng tạo, sự phong phú và sáng tạo. Đấy, nên là luận điểm đánh giá này, thứ nhất là chúng ta ca ngợi, chúng ta đề cao giá trị, ý nghĩa của từng đối tượng được so sánh, hay cũng chính là từng tác phẩm đấy, của từng đối tượng so sánh. Giá trị ấy chính là được làm nên bởi tài năng của các tác giả được hun đúc ở trong những cái hoàn cảnh sống, những cái thời kỳ khác nhau, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta một lần nữa thấy được rõ hơn sự phong phú chính là một bản chất, một đặc điểm của văn học. Ok chưa? Đấy, thế là chúng ta thấy là ở đây, ôi chà, mới lập ý thôi nhá, thì trong vòng khoảng 80 phút là chúng mình cần phải viết được 1, 2, 3, 4 cái luận điểm, mà luận điểm nào cũng dài luôn. Trong cái luận điểm phân tích để so sánh này này, thì thậm chí ta có thể gọi từng cái phần nhỏ trong đây là một luận điểm, bởi vì cái dung lượng của nó rất là dài, đúng chưa? Đấy, nên là chúng ta hình dung đây không phải là bốn luận điểm ngắn đâu, mà nó khá dài đấy. Nếu như mà so sánh mỗi luận điểm, nếu như mỗi luận điểm chúng ta tính là với cái độ dài, đồng ý chưa ạ? Với cái độ dài trung bình là một trang giấy thi đi, thì ở đây mặc dù là bốn luận điểm, nhưng mà cái độ dài của nó cũng sẽ phải lên đến là 6 đến 8 trang, đúng chưa? Đó nhá, nên là các bạn sẽ cần phải
hình dung ra được lập ý. Để mà chúng mình hình dung ra được chúng ta sẽ viết cái gì. Và khi viết thì chúng ta cứ đi theo cái mạch đấy thôi. Và đặc biệt là đối với những dạng đề nó dài như thế này thì lại rất càng thì lại càng cần thiết cái sự định hình ngay từ đầu, để khi viết chúng ta chỉ chuyên tâm vào viết thôi. Chứ nếu như vừa viết vừa nghĩ thì không có đủ thời gian để hoàn thành được hết đâu, đúng không? Mà chưa kể nhá, phân tích một tác phẩm nó đã cầu kỳ rồi, nó bây giờ là phân tích hai tác phẩm thì sẽ cần luôn luôn là cái sự chi tiết này, đúng không ạ? Là cái sự tìm tòi này, là cái sự cẩn thận này, và cũng là cái đầu óc sáng tạo của chúng ta ở trong đó nữa. Nên nếu như không định hình ngay từ đầu thì rất có thể là chúng ta sẽ bị quên ý này. Hoặc là lúc đang viết ý A, lúc đang viết ý 1 thì nghĩ ra những cái ý tưởng hay cho ý 2, nhưng mà bởi vì là không ghi lại, không định hình từ đầu nên là đến lúc mà viết ý 2 thì quên luôn. Đúng chưa? Đấy, rồi là gì? Càng những cái luận điểm phía sau thì lại càng rắc rối. Đó, nên nếu chúng ta không lập ý ngay từ đầu thì đến khi chúng ta viết cái luận điểm phía sau này này, vừa là không biết viết như thế nào và lại vừa là bị thúc ép bởi thời gian thì sẽ lại càng cuống cuồng lên. Hiểu ý chị không ạ? Nhá. Đấy, bình thường ấy thì những cái đề bài những cái dạng đề khác thì càng viết về sau vấn đề nó càng được sáng tỏ rồi thì chúng ta càng nhẹ lòng hơn, đúng không? Nhưng mà đối với dạng đề này thì càng về sau lại càng có nhiều những cái yêu cầu nó rắc rối hơn, nó cần nhiều hơn cái sự suy tư, suy luận. Đúng không ạ? Nhá. Đấy, nên là nếu chúng ta không lập ý ngay từ đầu ấy thì đến cái phần cuối này này vừa bị thúc ép bởi thời gian rất là cuống cuồng lên rồi thì làm nó rất là khó nhá. Ok chưa? Mà lại thêm nữa, có thể ai cũng có thể phân tích để mà so sánh được, nhưng không phải ai cũng lý giải được nguyên nhân một cách thấu đáo đâu. Đấy, đây là cái luận điểm này. Và cái luận điểm đánh giá này này nó rất là đặc biệt. Và nó đặc biệt như thế nên chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ, chứ đừng viết một cách bất chấp. Nhớ chưa? Rồi, thì đấy là luận điểm lập ý này. À, đấy là cái bước lập ý này. Thì sau khi mà đã có dàn ý rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào viết nhá. Bước 3 là chúng mình sẽ viết bài. Thì chị có một cái lưu ý ở đây này. Lưu ý ở đây, đấy là hãy cẩn thận về mặt dung lượng đối với phần mở bài, và để ý về mặt nội dung diễn đạt đối với phần phân tích. Đồng ý chưa? Nhá. Rồi. Sao đấy, sao lại gục ngã thế này hả? Sao lại gục ngã thế này? Đã làm gì đâu mà gục ngã. Mới hình dung trước như thế thôi, nhưng mà biết đâu là đến lúc chúng mình bắt tay vào làm thì chúng mình lại thấy thú vị, lại thấy là ô, đây là cái cơ hội để mình thể hiện kiến thức của mình đây, nên là làm sao mà phải gục ngã. Không có gì phải gục ngã cả, nhớ chưa? Rồi, thế thì tại sao chị lại lưu ý cho các bạn hai cái điều này khi mà chúng mình bắt tay vào viết bài cụ thể? Bởi vì trong dàn ý không có cái phần diễn đạt chi tiết, nên cái bước viết bài này là cái bước để chúng ta thể hiện cách diễn đạt của mình. Và khi mà chúng ta viết mở bài thì bây giờ chúng ta không phải là chỉ nêu ra một vấn đề nữa, mà gần như là chúng ta nêu ra hai vấn đề đấy. Chúng ta nêu ra hai tác phẩm đấy. Nên chắc chắn cái phần nêu vấn đề thôi nó đã rất dài rồi, đúng không ạ? Chưa kể là sẽ có những cái dạng đề là so sánh hai đoạn thơ. Đồng ý chưa? Thì khi đó thường chúng ta sẽ trích hai cái đoạn thơ ấy ở trong mở bài. Tất nhiên là có thể dùng dấu chấm chấm chấm, nhưng mà vẫn phải nêu ra hai đoạn thơ đó. Không trích thì cũng cần phải chỉ ra vị trí của nó trong toàn bộ bài thơ. Đấy, ý của chị là cái phần nêu vấn đề nhá, cái phần cơ bản không thể thiếu trong mở bài của dạng đề này là nó đã rất dài rồi. Nên khi chúng ta dẫn dắt thì phải dẫn dắt khéo léo và ngắn gọn nhá. Nhanh chóng đi vào vấn đề, chứ lan man như là cái dạng đề chứng minh nhận định ấy, đi từ rất là nhiều những cái nội dung rồi là dẫn dắt bao nhiêu câu văn rồi xong mới dẫn dắt đến nhận định, xong rồi mới nêu ra tác phẩm dùng làm dẫn chứng để chứng minh ấy, thì ở trong dạng đề này chúng ta sẽ không thể áp dụng cái cách lan man được, không thể áp dụng cái cách quá bay bổng được, mà chúng ta nên ưu tiên những cái cách nhanh chóng để đi vào vấn đề luôn. Kể cả nếu đi theo cách bay bổng thì cũng phải rút gọn cái quá trình dẫn dắt của nó lại. Ok chưa ạ? Đấy, nên là hãy để ý về dung lượng của mở bài nhá. Không là dạng đề so sánh rất dễ sản sinh ra những cái mở bài dài cả một trang giấy đấy. Ok chưa?
Rồi, cái thứ hai này, cái thứ hai là phần phân tích. Đây, cái phần này này, phân tích để so sánh này này, là chúng ta rất hay bị lạm dụng kiến thức nền. Nghĩa là cứ động đến cái đoạn thơ này là chúng ta bắt đầu trong bộ não của mình và cái bàn đôi bàn tay của mình bắt đầu bật cái công tác lên, là biết bao tất cả những kiến thức gì biết về cái tác phẩm ấy, thấy nó hay nó cứ thế đi vào phân tích, đi vào cảm nhận. Sướng lắm, đúng không ạ? Kiểu như là biết đúng sở trường rồi, được phân tích rồi, nên là rất sung sướng, có gì viết hết. Nhưng mà không, ở đây chúng ta phân tích để so sánh cơ, chứ không phải là chúng ta phân tích chỉ để thấy được nội dung và nghệ thuật của cái tác phẩm ấy. Nên nhất thiết là cái quá trình chúng mình phân tích phải thực sự tỉnh táo, chỉ được tập trung vào đúng cái khía cạnh cần phân tích thôi, chứ không phải là phân tích tất cả. Nhớ chưa ạ? Nhá, chỉ cần tập trung đúng vào cái khía cạnh cần phân tích. Đề bài bảo phân tích người lính thì sẽ chỉ phân tích người lính. Những cái yếu tố khác thì cũng phải dẫn dắt để quy nó về liên quan đến người lính. Đề bài bảo phân tích tình cảm gia đình, so sánh tình cảm gia đình thì chỉ phân tích về tình cảm bà dành cho cháu dành cho bà. Những cái yếu tố khác như tiếng chim tu hú thì cũng phải quay về đó, nhắc đến nó xong cũng phải nói đến là tiếng chim tu hú ấy thì nó là cái yếu tố gì, nó liên quan gì đến tình bà cháu ở đây, đúng không? Nó liên quan gì đến việc bằng việc thể hiện tình bà cháu ở đây đó, ok chưa? Hay là cái lời dặn dò của bà thì nó thể hiện cho tình cảm gì, thể hiện cho cái yếu tố gì của tình bà cháu. Nghĩa là phải luôn luôn bám sát và luôn luôn dựa vào cái nội dung cần phải so sánh để mà định hướng quá trình phân tích và diễn đạt. Không được sa đà, không được lạm dụng kiến thức nền, không được ôm đồm ở trong cái phần này đâu nhá. Cái bài này ấy, cái dạng đề này nó dài là ở chính cái chỗ này này, chính cái chỗ mà chúng ta phân tích này này, chúng ta dễ sa đà vào việc phân tích kiến thức nền, phân tích nội dung nghệ thuật của cái đoạn thơ ấy, hay là của cái đoạn văn xuôi ấy, hay là của cái nhân vật văn xuôi ấy. Xong rồi quên mất rằng là ồ, ở đây ta đang phân tích để so sánh cơ, nên ta sẽ chỉ tập trung vào cái khía cạnh đem ra so sánh thôi, làm gì có thời gian để mà phân tích cả cái tác phẩm ấy, đúng không nhá? Rồi thế nên rằng là có hai cái lưu ý như thế này trong quá trình các bạn mà viết bài cụ thể, nhớ chưa? Quá trình diễn đạt trong luận điểm phân tích là rất rất cần thiết để mà chúng mình tập trung vào đó nhá. Đó, nếu như mà có nhiều vấn đề nó diễn ra đối với dạng đề này thì chị nghĩ là nếu như có 10 vấn đề diễn ra với dạng đề này thì phải đến 7 8 cái vấn đề là liên quan đến việc diễn đạt trong luận điểm phân tích, khiến cho chúng ta chưa làm tốt cái dạng đề này. Đồng ý chưa? Nhá, đó, đấy là bước thứ ba. Và cuối cùng thì chúng ta đến cái bước 4, là bước mà đọc lại và soát lỗi. Thì cái thứ tự đọc lại và soát lỗi của chúng ta là thứ tự như thế nào nhỉ? Đọc phần nào trước, đọc phần nào sau? Các bạn còn nhớ không? Bình luận cho chị biết với nào. Cái thứ tự soát lỗi của chúng ta như thế nào? Khi mà chúng ta viết bài xong mà vẫn còn thời gian thì chúng ta sẽ đọc lại bài ấy theo thứ tự như thế nào đây? Cứ đọc từ đầu đến cuối hay là đọc như thế nào nhỉ? Chúng mình sẽ đọc phần nào trước, ưu tiên đọc phần nào trước? Trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi, hạn hẹp như thế, thì ưu tiên đọc phần nào trước nhỉ? Ưu tiên đọc phần nào trước đây? Các bạn tích cực bình luận lên nhá. Học mà dưới hình thức trên Zoom như thế kia thì chị không mời các bạn phát biểu nhiều được, và các em cũng rất lười nhắn ở trong nhóm chat đấy, nhắn ở trong hộp chat. Xong rồi học bằng cái cách này thì chúng ta cũng cố gắng là tương tác tích cực nhiều hơn nha. Đọc mở bài kết bài trước này, sau rồi là đến câu đầu câu cuối ở mỗi đoạn, xong rồi đọc dẫn chứng. Đúng rồi đấy, chính xác. Ok, đúng rồi, đọc mở bài kết bài trước. Ừ, cảm ơn các em nhá. Và mong rằng là các bạn hiểu được mục đích của cái thứ tự đọc như vậy nha. Bởi vì chúng ta sẽ ưu tiên đọc những cái phần mà người người chấm, ban giám khảo chấm ấy, thì cũng sẽ đọc chú tâm nhiều hơn vào những cái phần đó. Nên chúng ta cố gắng là không được để xảy ra lỗi ở trong những cái phần đấy. Đồng ý chưa? Nhá. Rồi, đấy thì đấy là về 4 bước cơ bản để làm dạng đề này. Và tất nhiên, cái bước thứ hai lập ý thì là cái bước mà chúng ta cần phải nhuần nhuyễn nhiều nhất, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp làm từng cái phần ở trong dạng đề này nha.
phương pháp làm mở bài, phương pháp làm thân bài và phương pháp làm kết bài. Tuy nhiên, với dạng đề này thì cái thứ tự học về phương pháp, các cái phần này thì chị sẽ thay đổi một chút xíu. Bởi vì là cái cách viết mở bài và kết bài thì đối với dạng đề này nó phụ thuộc khá là nhiều. Đồng ý chưa ạ? Nó sẽ liên quan như nào nhỉ? Tất nhiên là mở bài, kết bài sẽ liên quan đến thân bài rồi. Nhưng ý của chị là những cái ý tưởng dẫn dắt ở trong phần mở bài và những cái ý tưởng mở rộng ở trong phần kết bài ấy, thì nó đối với dạng đề so sánh này thì nó phải gắn khá là mật thiết với cả cách chúng ta viết thân bài. Nên là chị sẽ đổi và chị sẽ hướng dẫn cách viết thân bài trước. Sau đó thì sẽ hướng dẫn các bạn cách viết mở bài và kết bài. Hình dung ra chưa? Nhá, nào bây giờ chúng mình sẽ đến với cả phần 3 lớn. Đó là phương pháp viết thân bài. Ok chưa nào? Phương pháp viết thân bài nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ là học theo từng luận điểm, cũng giống như là dạng đề chứng minh nhận định thôi. Rồi, thế bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Nhìn vào đây nào. Luận điểm đầu tiên của chúng ta là luận điểm khái quát. Đúng chưa ạ? Nào, luận điểm khái quát. Một nhỏ. Luận điểm khái quát. Luận điểm khái quát này thì trước tiên về mặt nội dung nhá, thì chúng ta phải hiểu rõ đây không phải là viết lại mở bài ở đây đâu nha. Ok chưa? Mà cái luận điểm này này là nó là cái cấp độ cụ thể hơn mở bài. Nếu như mở bài là chỉ giới thiệu thôi ấy, thì cái luận điểm này này nó cụ thể hơn ở cái chỗ là giúp cho người ta hình dung được bước đầu khái quát, hình dung khái quát, hình dung bước đầu về cái bài văn này, về vấn đề nghị luận. Nhá, vấn đề nghị luận là so sánh một cái yếu tố nào đó giữa hai đối tượng, từ đó chỉ ra một nội dung nào đấy, đúng không? Đấy, thì trong cái luận điểm khái quát này là sẽ làm rõ hơn, cung cấp một cái hình dung cụ thể. Ví dụ trong mở bài, em chỉ giới thiệu là hình ảnh người lính trong hai bài thơ, thì trong luận điểm này em sẽ khái quát rõ hơn là bài thơ này là bài thơ như thế nào, nó ra đời trong hoàn cảnh nào, nó được viết bởi ai, đúng không? Đó, hay là bài thơ kia thì cũng là ra đời trong hoàn cảnh nào, được viết bởi ai, nội dung nó của nó là gì. Và cái yếu tố cần phải so sánh ở đây chính là hình tượng người lính ở trong hai cái bài thơ như thế. Đó, và cũng khái quát luôn là nó có những điểm tương đồng, khác biệt và xuất phát từ những cái nguyên nhân sâu xa. Đúng chưa? Rồi, thế thì cụ thể này, cụ thể. Chúng ta sẽ cần phải làm rõ những cái ý nào ở trong luận điểm này. Thứ nhất, cái thứ tự khái quát của chúng ta có thể linh hoạt nhé. Nghĩa là ở đây, đây. Nghĩa là ở đây chị viết là chúng ta khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm, rồi là nội dung cần so sánh. Nhưng chúng ta cũng có thể là khái quát về cái nội dung cần so sánh này trước, sau đấy mới khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm. Đồng ý không? Nghĩa là nội dung ở hai phần này này, thứ tự viết có thể linh hoạt được. Có thể linh hoạt. Biết cái gì trước cũng được, nhá, ok chưa? Tùy vào ý tưởng của các em thôi. Này, thế thì trước tiên, chị cứ nêu trước ở đây chính là cái phần khái quát về tác giả tác phẩm đi. Nhá, thì đối với tác giả thì chúng ta tập trung vào phong cách. Còn đối với tác phẩm thì chúng ta tập trung vào hoàn cảnh sáng tác. Và nội dung chính. Ok chưa? Đấy, nhá. Rồi tiếp tục. Về cái nội dung cần phải so sánh ấy, thì chúng ta sẽ khái quát như thế nào?
Thứ nhất, ta có thể chỉ ra cái nội dung ấy trong hai tác phẩm này chính là một cái sự giao thoa, luôn có sự giao thoa. Đúng không? Đây nhá, giống như này, chúng ta so sánh hai đối tượng, chị gọi cái giọt nước đầu tiên là đối tượng 1, cái giọt nước thứ hai là đối tượng 2. Đúng chưa? Đấy, thế thì bây giờ cái vấn đề phải so sánh ở đây. Đây, đó chính là vấn đề người lính chẳng hạn, vấn đề. Thì nó có những cái điểm giao thoa, đúng không ạ? Đây chính là cái điểm giao thoa này. Nhưng nó cũng có những cái điểm khác biệt. Đó. Ok chưa? Thế nên là chúng ta cần phải có một hoặc là hai câu khẳng định rằng là nội dung này ở trong hai tác phẩm luôn có những cái sự giao thoa, đồng ý chưa? Nhưng đồng thời cũng có những cái sự khác biệt độc đáo. Để rồi từ đó ta thấy được những cái nguyên nhân sâu xa ở đằng sau sự giao thoa và khác biệt ấy. Ok chưa? Đồng ý chưa? Đấy, thì cái luận điểm này nhá, về mặt dung lượng. Thì nó sẽ dao động khoảng độ một nửa trang giấy. Ok chưa? 1 phần 2 trang cho đến 2 phần 3 trang thôi. Chứ đừng viết quá dài nhá. Bởi vì số điểm dành cho nó cũng không nhiều đâu. Thậm chí là có những thầy cô thì hướng dẫn chúng ta là không cần viết cái này, mà tất cả những nội dung này chúng ta đưa hết lên mở bài. Nhưng mà bản thân chị thì thấy được rằng là nếu như chúng ta ôm đồm quá nhiều nội dung trong mở bài ấy, thì mở bài sẽ rất là dài và lan man. Thế nên thay vì cái điều đó, mà chưa kể thì cái phần khái quát này nó cũng có những cái số điểm nhất định. Nên ta cứ viết nó rõ ràng ra thành một phần để cố gắng lấy được cái số điểm tối đa cho cái phần này. Đúng không? Nhá. Đấy, bởi vì các em hình dung này, số điểm cụ thể cho từng phần nghĩa là sao? Nghĩa là có cái phần đấy thì mới được điểm. Còn nếu như cái phần nội dung của luận điểm này mà được gộp vào, đồng ý không ạ? Được gộp vào một cái phần khác không nằm trong mở bài, à, không nằm trong thân bài mà nó được gộp trong mở bài ấy, thì mọi cái giá trị của mở bài nó sẽ chỉ được tối đa là từng đấy điểm tương ứng với mở bài thôi, chứ không phải là người đọc thấy được là à những nội dung khái quát này đã được thể hiện trong mở bài rồi, nên là bây giờ cộng thêm điểm cho phần mở bài của các em. Không có. Đồng ý không ạ? Nhá, hiểu ý chị không? Đấy, nếu như một cái luận điểm nào đấy nó có chiếm một số điểm riêng thì nó sẽ chỉ được cái số điểm ấy khi nó đứng tách biệt, nó không thực hiện đồng thời hai chức năng ở trong bài văn. Đấy, khái quát là khái quát nhưng nếu mà đưa nó vào phần mở bài, ok chưa? Thì nó sẽ làm nhiệm vụ của việc giới thiệu thôi. Nghĩa là nó sẽ làm nhiệm vụ của mở bài thôi. Nên là nó sẽ chỉ được điểm của phần mở bài thôi. Đấy, có nhiều đi, nhiều đến mấy chăng nữa thì nó cũng chỉ được điểm trong khuôn khổ của mở bài thôi. Chứ nó không phải là được điểm cộng dồn của cả mở bài và luận điểm khái quát đâu nha. Đó. Nên là chúng ta đi thi thì đi thi thì ngoài việc chúng ta say mê với việc viết văn, chúng ta cũng cần phải khéo léo và như thế nào nhỉ? Nhanh nhạy một chút xíu dựa vào cái đáp án ấy, dựa vào cái cấu trúc của đáp án để mà chúng ta có được cái bố cục làm bài tốt nhất, để mà thấy được rõ nhất cái bố cục của chúng ta, để từ đó được những cái điểm số đầu tiên một cách dễ dàng hơn. Đồng ý không ạ? Rồi, đấy là luận điểm khái quát. Luận này không khó đâu, nó giống như là cái phần chúng ta khái quát trong bài văn phân tích bình thường thôi. Nhưng bây giờ nó chỉ khác là chúng ta khái quát thêm một tác phẩm nữa. Đơn giản thôi. Nhá, đấy. Thì trong luận điểm này các em cũng có thể là sử dụng những nhận định về tác giả tác phẩm để chúng ta viết, để cho cái phần văn này nó đặc sắc hơn. Nhưng không được sa đà quá đâu nha. Sa đà quá là sẽ hết thời gian đấy. Là thay vì tập trung vào luận điểm quan trọng nhất thì ta lại cứ đi tập trung vào những cái luận điểm vệ tinh ở xung quanh. Đấy, chị gọi những cái luận điểm khái quát và đánh giá là những luận điểm vệ tinh thôi. Còn cái luận điểm chính là luận điểm phân tích, luận điểm lý giải cơ. Nhá. Rồi, thì đấy là về luận điểm khái quát. Các bạn có quen làm cái luận điểm này không? Các bạn có quen làm cái phần khái quát này không? Chúng mình có quen làm cái luận điểm khái quát này trong bài văn của chúng ta không? À, chị cũng muốn lưu ý nhá, đấy là trong quá trình chúng ta học đồng thời ở trong khóa học này và đội tuyển ở trên lớp, thì bởi vì là dưới sự hướng dẫn của hai người khác nhau nên chắc chắn sẽ có những cái nội dung hoặc là phương pháp nó không hoàn toàn đồng nhất. Thì nếu như các bạn ở trong tình huống bị băn khoăn
thì các bạn phải nêu với chị nhé, các bạn phải chia sẻ với chị để chị hướng dẫn các em làm theo cách nào là tốt nhất. Bởi vì bây giờ học không đã khó rồi mà lại còn phải lựa chọn nữa thì đúng là đau đầu. Ok chưa? Đấy. Rồi. Chúng mình cũng đã từng làm cái luận điểm này rồi đúng không ạ? Nhá, thế thì cái luận điểm khái quát này trong dạng đề so sánh nó không khó gì đâu. Chủ yếu là mang tính cung cấp thông tin ấy, thậm chí nó cứ gần giống như là một cái đoạn văn thuyết minh vậy. Đúng rồi, mình chỉ cần nói là nó có giống nhau và có khác nhau thôi, chứ không cần nói là nó à chứ không cần viết là nó giống nhau như thế nào hay khác nhau như thế nào đâu. Ok chưa? Nhá, chỉ cần nêu là có sự giống nhau, có sự khác biệt và làm nên những sự giống và khác ấy là đi từ những cái nguyên nhân sâu xa. Đồng ý không ạ? Nhá, nó cũng sẽ gần giống với cả cái câu dẫn, câu nêu vấn đề ở trong phần mở bài đấy. Trong phần mở bài có thể chúng ta cũng sẽ viết là và hình tượng người lính ở trong hai bài thơ này có những điểm tương đồng, khác biệt, vô cùng độc đáo, vô cùng đặc sắc. Ok chưa? Đó, đem đến cho bạn đọc những trải nghiệm, những ấn tượng không bao giờ phai. Đấy, ví dụ như thế. Có thể trong mở bài chúng ta cũng viết cái câu văn đó rồi, nhưng mà xuống dưới cái luận điểm này thì cùng là một cái mục đích như vậy, nhưng chúng ta cố gắng tìm cái cách diễn đạt khác đi. Ok chưa ạ? Nhá. Hoặc là chúng ta có thể là nêu ra một vài cái đặc điểm chính, một vài những cái kiểu như là cái tên luận điểm chính trong quá trình phân tích tương ứng với từng cái sự giống và khác này. Ví dụ như là giống nhau giữa hình tượng người lính, cùng là hình tượng người lính trong thời kỳ kháng chiến, nhưng khi xuất hiện ở trong hai bài thơ hoặc là khi được khắc họa trong hai bài thơ thì lại lấp lánh những vẻ đẹp khác nhau, thì lại cho thấy những cái đặc điểm khác nhau được làm nên từ sự sáng tạo và ngòi bút tinh tế của hai tác giả. Đấy, thì đấy cũng là một câu văn khái quát. Hiểu với chị không ạ? Nhá. Đó, thế nên là chúng ta linh hoạt chứ đừng đừng sao chép lại và đừng viết lại y nguyên cái câu văn ấy ở trong mở bài nha. Hiểu với chị chưa? Rồi, đó. Đấy thì đấy là về luận điểm khái quát nhá. Bây giờ đây này, chúng ta bước sang cái luận điểm rất là quan trọng. Phần 2 nhỏ đó là luận điểm so sánh. Luận điểm phân tích để so sánh đấy. Đồng ý chưa? Thì cái luận điểm phân tích để so sánh này, vừa rồi chị bảo với các bạn là có hai cách, đúng không ạ? Có hai cách. Thì đây, hai cách đó như sau, chị sẽ chia ra thành bảng nhá để các bạn cũng dễ so sánh hai cái cách này để thấy được cái điểm mạnh và cái điểm hạn chế của từng cách một nhá. Cách một chị gọi là cái đây, cách một đó là cách phân tích song song. Và cách hai là cách phân tích nối tiếp. Ở trường thì các em có gọi gọi tên hai cái cách này giống như thế này không? Có thể có những cái tên gọi khác đấy nhá, có thể là có những cái tên gọi khác đấy. Có thể là cách hai này không gọi là các phân tích nối tiếp thì gọi là phân tích lần lượt. Đấy, nhá, không gọi là cách phân tích song song thì sẽ gọi là phân tích đồng thời đấy. Nên là nó có nhiều cách gọi lắm. Quan trọng là các em nắm được bản chất này. Cách phân tích song song thực chất là việc mà chúng ta xây dựng hệ thống tiêu chí. Và trong từng tiêu chí ấy, ta chỉ ra trong từng tác phẩm thì nó được thể hiện như thế nào. Ok chưa ạ? Nhá, đây là việc mà ta sẽ chia ra. Ví dụ cái vấn đề này, nó có những cái tiêu chí nào thì ta gọi tiêu chí 1 này. Ta sẽ phân tích tiêu chí 1 trong tác phẩm A, rồi tác phẩm B, rồi ta lại đến tiêu chí 2 cũng lại chỉ ra trong tác phẩm A như thế nào, trong tác phẩm B ra làm sao, tiêu chí 3 thì lại chỉ ra tác phẩm A như thế nào, tác phẩm B như thế nào, vân vân, cho đến bao giờ toàn diện được, hoàn thiện được những cái tiêu chí thuộc về cái vấn đề đấy. Hiểu ý chị chưa ạ? Nhá, đấy, thế thì ví dụ như là với đề bài là so sánh về hình tượng người lính đi, trong hai bài thơ Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính nhá, chị sẽ lấy cái đề bài đó làm chủ đạo trong những cái ví dụ ở đây. Rồi, thế thì phân tích theo cách này, đó là việc chúng ta hình dung người lính thì có những cái đặc điểm nào để làm rõ về người lính. Thứ nhất là nguồn gốc xuất thân này,
đúng không ạ? Nhá, thứ hai là về 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 cái vẻ đẹp phẩm chất của họ này, đúng không? Thứ ba là về cái thế giới tình cảm, tinh thần, tâm hồn của họ này, đồng ý chưa? Nhá, và thứ tư là về cái mục đích tham gia kháng chiến của họ này. Đó, ta có bốn cái tiêu chí về hình tượng người lính, đúng không? Ví dụ trong tiêu chí 1 về nguồn gốc xuất thân thì ta cần chỉ ra là trong bài thơ Đồng Chí thì nguồn gốc xuất thân của những người lính là từ đâu? Họ là những người nông dân mặc áo lính, đúng không? Còn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì sẽ là những người những chàng trai những cô cậu học trò gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận, đúng không? Những người trẻ đấy. Đấy. Đó là tiêu chí 1. Ta cứ phân tích, ta cứ nhặt những cái dẫn chứng ở trong từng tác phẩm để thể hiện được cho cái tiêu chí ấy là được. Đồng ý không? Chứ ta không cần là phải chọn hẳn cả một cái khổ thơ nhất định nào đấy để mà đặt vào trong từng tiêu chí này. Rồi là có thể là cùng là một khổ thơ ấy, cùng là một hình ảnh thơ đấy nhưng ta dùng cho nhiều tiêu chí cũng được. Ok chưa? Rồi, bước sang tiêu chí 2 về cái về 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 cái tinh thần, đúng không ạ? Về về cái tình đồng chí đồng đội giữa những người lính trong quân ngũ thì trong bài Đồng Chí ấy, thì đó là cái nội dung chủ đạo rồi nên ta sẽ thấy được tình đồng chí ở đó rất là gần gũi này, mộc mạc này, chân tình này, được xây dựng trên những cái cơ sở của tình cảm này, rồi nó được biểu hiện trong những hoàn cảnh khác nhau này, chia ngọt sẻ bùi này, và đặc biệt là nó được kết tinh đủ đầy trong hình tượng đầu súng trăng treo này, đúng không? Còn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì cái tình đồng chí đồng đội giữa những anh lính lái xe thì lại rất là ngang tàng ngạo nghễ, là một cái tình cảm mà giúp cho họ có thể động viên nhau, có thể bắt tay qua cửa kính vỡ rồi, có thể cất vang những cái tiếng cười sảng khoái mặc dù là điều kiện chiến đấu rất khó khăn, đúng không? Đấy, hay tiêu chí thứ ba đó chính là về những cái phẩm chất của họ, thì đối với bài thơ Đồng Chí là sáng ngời lên cái gì ạ? Sáng ngời lên là cái sự gắn kết này, là cái sự đồng cam cộng khổ này, là tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn và vô cùng thiêng liêng này. Còn sáng lên ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì lại chính là tư thế ung dung lạc quan, là cái tinh thần mạnh mẽ coi thường gian khổ, là cái tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ, và là cái ý chí quyết tâm chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Đấy, đồng ý chưa ạ? Đấy, thế là chúng ta đã có cái quá trình mà phân tích từng cái tiêu chí ở trong từng tác phẩm. Thì phân tích theo cái cách này nhá. Phân tích theo cách này là một tác phẩm nhưng ta phân tích nhiều lần, mỗi lần là phân tích một cái nội dung nhỏ, phân tích một cái khía cạnh nhỏ trong tác phẩm ấy. Đúng không ạ? Nhá. Ok chưa? Bản chất của cái cách này, đặc điểm của cái cách này. Thứ nhất là mỗi tác phẩm ta sẽ phân tích nhiều lần. Đồng ý chưa? Mỗi tác phẩm thì ta sẽ phân tích nhiều lần. Và khi đó nó sẽ dễ. Đây, cái điểm hạn chế, cái điểm khó khăn của cái cách này ấy, thứ nhất là sẽ dễ bị lặp. Lặp với cách viết. Vừa mới bên trên tiêu chí 1 thì chúng ta đã dẫn ra bài thơ Đồng Chí như thế nào, bài thơ về tiểu đội xe không kính như thế nào rồi. Sang tiêu chí 2 ta lại nhắc lại Đồng Chí như thế nào, bài thơ về tiểu đội xe không kính như thế nào. Nghĩa là nó sẽ có nhiều những cái câu văn nó bị lặp lại ấy. Đồng ý chưa? Nên là cái khó khăn đầu tiên của dạng của cái cách viết này là dễ bị lặp. Dễ bị lặp và dễ bị nhàm chán nếu như chúng ta không có sự linh hoạt trong cách diễn đạt và so sánh. Đồng ý không? Đấy, nếu như mà chúng ta quen viết cứng nhắc nhá thì theo cái cách này này là chúng ta sẽ đối với nguồn gốc xuất thân trong bài thơ Đồng Chí là những người lính như thế này. Còn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính là như thế này. Sang đến tiêu chí 2 lại tiếp tục về tình đồng chí đồng đội giữa họ thì trong bài thơ Đồng Chí là như thế này. Còn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính như này, nó rất là dễ bị máy móc ấy. Nhá, nó khó để bay bổng, nó khó để dạt dào cảm xúc ở đây. Đấy, nhớ chưa? Cái khó khăn thứ hai là dễ bị cứng nhắc, khô khan, máy móc, ít cảm xúc. Đấy, nhá. Ok không nào? Thế nhưng mà nó cũng có lợi thế của nó. Lợi thế của cái cách viết này, đấy là chúng ta sẽ chỉ rõ ra được các tiêu chí. Và khi chỉ rõ các tiêu chí ấy thì đọc đến đâu là người ta hình dung được cái điểm giống và điểm khác luôn ở đến đấy. Nhá, hiểu ý chị chưa ạ?
Cái cách này thì nó khó thì nó cũng có cái khó, nhưng mà nó sẽ dễ ở cái việc là dễ dàng để chúng ta chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai tác phẩm. Mà mục đích của cái luận điểm này là phân tích để chỉ ra điểm giống và điểm khác mà, đúng không? Thế nên là đi theo cách này thì lại rất dễ để chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt. Ví dụ trong tiêu chí đầu tiên ta thấy luôn được là trong tác phẩm A nó mang hình tròn chẳng hạn, trong tác phẩm B thì nó mang hình vuông chẳng hạn. Ồ thế là nó khác nhau đấy, đúng không ạ? Nhá, về nguồn gốc xuất thân thì trong đồng chí là những người nông dân mặc áo lính, còn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì lại là những người lính trẻ là gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận, đúng không? Là những thanh niên trẻ gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận, đã thấy ngay được sự khác biệt rồi. Đó, ok chưa? Nhá. Còn nếu như đi theo cái cách nối tiếp này thì đôi khi là chúng ta cứ phân tích lần lượt, phân tích hết tác phẩm này rồi mới đến tác phẩm kia, thì khi mà người ta đọc cái tác phẩm thứ hai, người ta quên sử mất là trong tác phẩm một cái khía cạnh ấy như thế nào rồi. Hiểu ý chị chưa ạ? Nhá. Ok không? Đấy, đấy chính là cái lợi thế của cái cách viết này. Rồi, đồng ý không? Nếu như mà chúng ta không thích cách viết này, có thể chọn cách viết thứ hai, đó là cách phân tích nối tiếp. Đó là việc ta sẽ phân tích lần lượt từng tác phẩm nha. Tác phẩm A hoặc là đối tượng A đấy, bởi vì đôi khi ở đây không phải là một tác phẩm mà là một phần ở trong tác phẩm thôi nhá. Nhưng chị cứ gọi chung là tác phẩm đi, các bạn hiểu như thế đi, hoặc là các em có thể đổi, chúng ta gọi là đối tượng A và đối tượng B đi thì nó sẽ chính xác hơn. Đấy, không thì nhỡ đâu là đi thi đề bài không hỏi là cả tác phẩm đâu, mà người ta chỉ hỏi một cái đoạn nhỏ trong tác phẩm ấy thôi. Thì chúng ta sẽ lại bị, nếu như mà cứ viết và hiểu mặc định như thế này, hiểu một cách kiểu máy móc như thế này thì là chúng ta sẽ lại không biết cách làm, đúng không ạ? Thì các em hiểu ở đây giúp chị nhá. Tác phẩm A hay tác phẩm B là để chỉ cái đối tượng A và đối tượng B. Ok chưa? Rồi nhá. Đấy, thế thì cách thứ hai, cách phân tích nối tiếp ấy là chúng ta trong cái đối tượng A đấy là ta sẽ phân tích từng cái tiêu chí. Tiêu chí 2, tiêu chí 3, vân vân. Xong rồi chuyển sang đến tác phẩm B. Ta cũng lại đi phân tích từng tiêu chí trong tác phẩm ấy, tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 3, tiêu chí 4, vân vân. Vân vân. Đấy, nhá. Ok không nào? Rồi, thế thì ở đây, khi mà phân tích theo cái cách này này, thì sau khi phân tích xong từng tác phẩm, chúng ta cần phải có thêm một cái phần rút ra những điểm giống và khác. Đấy, bởi vì là cái phần này chúng ta chỉ tập trung vào phân tích thôi mà, nên chúng ta chưa so sánh được nhiều. Đó, phần này chúng ta chỉ tập trung vào phân tích thôi, chúng ta chưa so sánh được nhiều. Nên khi mà chúng ta phân tích xong từng đối tượng thì chúng ta cần phải rút ra được những cái điểm giống nhau và khác nhau từ cái việc phân tích ấy thì nó mới trọn vẹn được. Đúng không? Bởi vì nếu như đi theo cách này nhá, đối với đề bài về hình tượng người lính đi, thì đầu tiên chúng ta phân tích bài thơ Đồng Chí. Ta thấy được người lính xuất thân từ những người nông dân này, người lính có chung cái khát cái lý tưởng chiến đấu để bảo vệ đất nước này, người lính cùng với nhau chia sẻ những cái tâm tư tình cảm hướng về hậu phương và cả những cái khó khăn vất vả trong đời sống lính tráng này, người lính cùng với nhau canh gác và cái kết tinh cho tình đồng chí của họ chính là hình ảnh đầu súng trăng treo này, đồng ý không? Đấy, thế là người lính trong bài thơ Đồng Chí là những người lính. Đây, cái phần rút ra này các em có thể rút ra ở cuối, hoặc là các em rút ra sau khi phân tích mỗi đối tượng. Rút ra cái nội dung được thể hiện trong cái đối tượng ấy. Vậy tóm lại thì hình tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí là những người lính như thế nào? Rút ra khoảng độ 2, 1 đến 2 câu. Khái quát lại đấy. Nhá, đánh giá lại đấy. Còn sau khi phân tích xong đối tượng B chúng ta cũng lại rút ra. Đấy, thì ta có thể rút ra sau khi phân tích xong từng đối tượng hoặc là cứ phân tích đi, xong rồi đến cuối cùng ta mới rút ra lại một lần. Đấy, nhá. Thì ở đây chúng chị sẽ ghi là chữ hoặc, không là chúng mình lại hiểu lầm mất. Đó, nhá. Thế thì bản chất của cái cách viết này là chúng ta áp dụng kiến thức nền thôi. Là giống như là chúng mình viết hai cái luận điểm phân tích ở trong cái bài văn phân tích cơ bản thôi, đúng không? Ví dụ như ở đây nhá.
Viết cái luận điểm này, viết cái phần này thì nó cũng giống như là khi ta làm cái bài văn là phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí. Rồi là viết phần này thì cũng giống như là ta viết cái bài văn là phân tích hình tượng người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Đúng không? Thế thì khi nghĩ như thế thì chúng ta lại thấy ô, nó rất đơn giản thôi mà. Đúng không ạ? Nó chẳng khác gì việc chúng ta vận dụng kiến thức nền để làm rõ một nội dung nào đấy ở trong văn bản cả. Nên đấy chính là cái điểm, nó là cái bản chất và cũng là một cái lợi thế của cách viết này đấy. Đấy là phân tích lần lượt. Từng đối tượng. Ok chưa? Nhá. Cái thứ hai là cái điểm lợi thế của cách viết này. Thì nếu như khó khăn của cách viết song song thì nó lại chính là lợi thế của cách viết này đấy. Đó là nó sẽ tránh cái việc không bị lặp, nó sẽ tránh cái việc lặp ở trong bài văn của chúng mình sẽ không bị lặp về cấu trúc câu khi viết đâu. Và cái thứ hai là nó sẽ cho phép chúng ta có thể phiêu với nội dung của từng văn bản. Nghĩa là nếu như mà ở trong cái cách một này này thì mỗi văn bản chúng ta chỉ viết được một ít một thôi thì rất khó để chúng ta phiêu, rất kiểu như là nó chưa đủ sâu để chúng ta phiêu ấy, chưa đủ sâu để chúng ta bắt đầu thả mình vào xong rồi có những cái câu văn bay bổng đúng không? Nhưng mà cách viết này thì nó cho phép chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta phân tích rất là sâu. Chúng ta phân tích rất là sâu về từng cái đối tượng một đúng không ạ? Nên là nó cho phép chúng ta dạt dào cảm xúc hơn. Đấy, nhưng nó cũng có cái khó khăn. Đấy là gì? Thứ nhất là khiến cho chúng ta dễ bị sa đà vào việc phân tích mà không làm rõ vấn đề. Hay đồng nghĩa với đó chính là khó để hình dung, khó để chỉ ra những điểm giống và những điểm khác biệt. Ok chưa nào? Đấy nhá. Nói chung là lợi thế của cách viết này thì sẽ là khó khăn của cách viết kia. Khó khăn của cách viết này thì cũng đồng thời là lợi thế của cách viết kia. Đồng ý chưa? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.